Xin chào bà con nông dân. Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ một sản phẩm tuyệt vời cho vườn cây nhà mình, Hitoco 46 ITT, phân bón vi lượng siêu loang trái. Bà con có muốn cây trái trong vườn lúc nào cũng xanh tốt, trái to, ngọt lim không? Hitoco 46 ITT chính là giải pháp hữu hiệu đấy. Sản phẩm này là phân bón vi lượng siêu loang trái, nghĩa là giúp cây hấp thu dinh dưỡng toàn diện và hiệu quả hơn nhiều. Hitoco 46 ATT có công thức đặc biệt, cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao và trái cây chất lượng. Điểm nổi bật của Hitoco 46 ATT là khả năng loang trái cực tốt. Chỉ cần phun một lượng nhỏ là phân bón đã thâm sâu vào trong cây, giúp cây hấp thu dinh dưỡng nhanh chóng và tối đa. Không những thế, Hitoco 46 ATT còn giúp cây tăng sức đề kháng, chống chọi với các loại bệnh tật thường gặp, đảm bảo cây luôn khỏe mạnh. Cách dùng Hitoco 46 ATT cũng rất đơn giản. Bà con chỉ cần pha loãng với nước theo hướng dẫn trên bao bì, rồi phun đều lên lá và gốc cây là được. Mỗi lần dùng xong, bà con sẽ thấy cây cối thay đổi rõ rệt, lá xanh tươi hơn, hoa nở rộ và trái thì to, ngọt, đều tăm tập. Nhiều bà con đã dùng Hitoco 46 ATT đều khen ngợi hiệu quả của sản phẩm. Cây phát triển nhanh chóng, trái đất năng suất cao, chất lượng cũng tốt hơn hẳn. Hitoco 46 ATT quả là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bà con mình. Vậy còn cho gì nữa? Hãy dùng thứ Hitoco 46 ATT ngay để vườn cây chịu quả, mùa vụ bởi thừ nhé! Bà con nhớ ghé thăm TheplantVN để tìm hiểu thêm thông tin và đặt hàng. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một mùa vụ thành công rực rỡ.